Trên tường treo rất nhiều bằng khen, đều là bằng chứng chứng minh cho sự nỗ lực của chị Nguyễn Thị Âu, hôn phối người Việt tại Đài Loan. Mở nắp hộp, bò già mỹ nhân Đông Phương tự tay trồng, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, giống như là con của mình vậy. Nguyễn Thị Âu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Việt Nam, trở thành giáo viên sau khi ly hôn mới quen biết với chồng hiện giờ. Vốn dĩ nghĩ mình là nông dân, cưới về giúp đỡ làm đồng áng. Tôi nói, em có biết làm ruộng không? Cô ý trả lời em biết. Trong lòng anh nghĩ, em là giáo viên, em lấy người quản lý cũng rất tuyệt đúng không? Như vậy sao một chút cũng được, cứ nghĩ mãi cũng được. Không phải là người xấu, nếu như không có việc hoặc là gì đó. Nhưng anh người quản lý ở đây không giống người quản lý của chúng tôi. Gả qua Đài Loan mới biết chồng không giống người quản lý Việt Nam. Có công ty lớn với hàng trăm nhân viên, chỉ có một mình trông coi cả trang trại trẻ. Khi tôi mới đến Đài Loan, chồng còn có một người con gái riêng. Cháu nói với bà chị bạn học, ai da, sao chị khéo chọn cho ba em thế? Sao chị không chọn người không có học ở dưới quê? Wow, cô ấy tốt nghiệp đại học, sau này sẽ ăn hiếp ba em. Nhưng thực tế chứng minh, chị Âu không những không ăn hiếp chồng mà còn trở thành trợ lực đắc lực của chồng nữa. Ngày trước anh ý có đoạt giải, nhưng không nhiều như thế này. Sau đấy năm đó tôi giúp đỡ anh ý làm, đã đoạt được rất nhiều giải thưởng. Từ không hiểu gì về trà cho tới biết làm, chị Âu đạt được nhiều thành tựu. Tôi đi thi từ năm 2004, sau đó tới năm 2005. Năm 2005 tôi đem 5 suất trà Phong Húng đi dự thi. Tất cả đều được lựa chọn. 1 suất đoạt loại đặc biệt, 2 suất đoạt loại 1, 1 suất đoạt loại 2, 1 suất đoạt loại 3. Năm đó rất vui. Việt Nam chính là nơi chị Âu sinh ra và lớn lên, còn Đài Loan chính là gia đình thứ hai của chị. Với mảnh đất trồng trà và kỹ thuật làm trà đã trở thành tài sản lớn nhất của chị.